Malamas, Donahue, Malamas, Yuri, Rogan, Zoconta, Rogan, Zoconta, 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 Thomas, Malamas, Zoconta, Zoconta, Rogan, Zoconta, Donahue, Zoconta, Malamas, Zoconta. Holmes, Holmes, Holmes. Lauren, you're gonna eat. Rogan, Rogan, Zocon, Lauren, Alamas, 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 Donna, Alamas, Lauren, Alamas. Lauren, Alamas, Rogan, Alamas, 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 Lauren, Alamas, 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 Donna E, Donna Isa, Rogan, Yuri, Lauren, Alamas, 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 Rogan, Yuri, Alamas, Alamas, Donna Alamas, 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 Yuri, Oklahoma, Oklahoma, Lauren, Yuri, Oklahoma, Alamas, Alamas, Donna, Alamas, Oklahoma, Ice, Alamas, Rogan, Rogan, Ice, Alamas, Ice, Alamas, Ice, Alamas, Homus, Alamas, Homus, Homus, Alamas, 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 Rogan, Donna, Alamas, 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 Rogan, Alamas, Alamas, Thomas, Donna E, Rogan, Rogan, Thomas, 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 Yuri, Alamas, Donna E, Thomas, Thomas, Alamas, Donna E, Thomas, 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 I saw Alamas, Alamas. Thomas, 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 Rogan, Alamas, Alamas, Zoconta, Alamas, 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 Yuri, Rogan, Rogan, Alamas, Lauren, Alamas, Ice, Oklahoma, Alamas, Alamas, Oklahoma, Lauren, Alamas, 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 Donna E, Alamas, Alamas, Oklahoma, Alamas, 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 Isa, Oklahoma, Alamas, Zoconta, Isa, Alamas, 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 Zoconta, Homus, Alamas, Zoconta, Zoconta, E, Zoconta, Zoconta, Homus, Alamas, Alamas, Yuri, Zoconta, Alamas, 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 Homus, Isa. Chết 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 chết. Vâng, chết giờ. Vâng, vừa chào anh em nhiệt tình và bình luận nhiệt tình như vậy mà tắt mic anh em ạ. Vâng, chào anh Hoàng Anh Tuấn nhá. Vâng, đọc cái khung chat thì mới thấy là anh em hỏi là xem lại mic nó tắt mic rồi. Sau đây anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn anh em đã nhắc nhở. Đó, đúng là quên một mic anh ạ. Vẫn bình luận, vẫn chào anh em khán giả. Tiếp tục, cho anh Lương Tiền nhá, cho anh Tuấn nhá, cảm ơn anh em nhá. Đó, may quá không sao. Nói chung là cũng vừa cho cái tên ép đời thôi. Đang trong tên hòa bình, rồi đang hòa bình một chút. Như vậy là game thủ Chip Boy là người lên đời
còn muộn hơn cho mình trong đời 2. Nhưng mà có lẽ là game thủ Chiboy sẽ là người lên đời cân cho đời 3 chăng. Đó, tránh quang nhá. Còn lại té đi đâu xong bảo quên tắt mic à? Không. Rồi em không hề lươn lẹo thế cơ. Đâu bây giờ em đi đâu em xin phép đàng hoàng lắm. Em xin phép rồi anh em bận này đi cái, xin phép treo mic 1-2 phút gì đấy anh em thông cảm. Rồi chứ ai lại đi đâu xong không bình luận lại bảo là bật quên bật mic. Như thế thì lươn lẹo quá. Và em rất ghét những con người lươn lẹo kiểu như thế. Chính vì thế là em cứ là ăn thẳng nói thật thôi. À giọng nhá với Hải cứ nhầm á, cho anh Phúc Tôm nhờ. Đây sao nhiều anh em đấy. Anh nhớ anh giọng quốc dân quá nhỉ. Bảo nói chuyện là bình luận viên thì đều là những người có tật nói phét, nhưng riêng em thì không có tật đấy anh ạ. Đó, bài tắt mic của ai không biết, nhưng mà vừa nãy là đúng là tắt mic thật anh ạ, không đi đâu cả. Đó, đêm hôm như này thì mưa gió này đi đâu được. Đó, tránh như con nhờ, tránh Trần Ngọc Anh. Vâng, vợ em bảo hôm nay anh bị cúm à. Ờ đúng là bị cúm, nhưng mà sao lại là vợ em bảo ạ. Cái này em không rõ cho anh Nguyễn Trình nhá. Đó, như vậy là nhà BA của Chiboy ngay đây luôn rồi, màu 2. Những con dân của Chiboy đang có bánh xe và bạn đang lao vào đây để vụt luôn. Đó, ý định sẽ ăn tươi nước sống. Đây là trận đi đấu sẽ giải quyết bằng những tên điều rờ. Đang giải quyết ân oán với nhau bằng những cái tên điều rờ ngay và luôn ở trong cái mặt này. Bài đấu 5 BA đến từ thủ vi, nhưng mà tên đầu tiên em đang bị đi lên một con. Một bài mà các game thủ như đang có tình huống dâng BA cao, người những anh em cùng chung chiến hướng, chí hướng. Những anh em cùng lý tưởng và bạn đang là người kene nhau mình. Rất may. Một tình huống kene coi là chưa hiệu quả đến từ cái thủ Chiboy tuần đầu tiên. Chúng ta vẫn có thể én được 5 UMG đi ra ngoài. Và mặt này chúng ta đang bắn vào đạo dân của thủ Chiboy, giả vờ đấu quân không em ơi. Giả vờ đấu quân mạnh lên ở chỗ nhà bia này, Chiboy phân tâm một chút. Đấy, nó là như thế. Lùa được rất nhiều dân của mùa 2. Mặt này sẽ cần phải đấu quân liên tục nếu như mà game thủ VM không muốn các bạn mút những con cùng G ở đây. Một đạo dân, một đạo G vẫn đang được đi qua hàn map. Và rất ưng khi mà khoanh gỗ vì em vẫn đang yên ổn. Và gỗ nhiều có làm tí ruộng ở trong nhà chính của em. Và người là game thủ VM quyết định sang đây có thể làm một chương ruộng ấm. Ý định sang đây làm một khoanh ruộng ấm. Đó, khoanh gỗ bắt đầu bị sờ vào rồi. Thời điểm này hình như là game thủ Chiboy đang nhiều quân hơn thì phải. Với đạo dân to thì Chiboy vừa chạy đi đâu rồi. À tranh mai anh bảo nhá, em không nói phép, em chỉ nói dóc nói điêu thôi. Không không anh ơi, em là con người là rất là thẳng thật anh em nhá. Đó, xin chào 3.000 anh em đã rồi cái đầu. Đó, có lẽ em là một trong bình luận viên rất uy tín đấy anh em ạ. Ai thì anh em có thể không tin, nhưng riêng em thì anh em cứ tin tưởng. Chúng ta đang phát hiện ra được một đạo dân ăn hoang của thủ Chiboy. Hy vọng là khoanh ruộng chiến lược của thủ VM sẽ giữ được ấm. Tham lai 41 trong bài đầu đánh kiểu đi quản map là một tham lai khỏe nhá. Đây là một tham lai rất khỏe. Giữ được dân và nở tham lai thì chúng ta sẽ có cái bộ cùng rò là rất mắc binh. Bắt lẻ thứ hai cùng rờ, một trận đi đấu mà cả game thủ đang đi quản map. Và phải nói đây là một trận đi đấu mà gọi là đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay các game thủ đánh kiểu cùng rờ cản quản map. Và đặc biệt là xem cái thế trận như này rất hay.
Vâng, Acidian vâng, rất thích xem những cái thế trận như kiểu đi quản map như này, đánh kiểu kim vào để kiểu bắt dân bắt quân hay. Đây là dân của chị Boy. Ờ, như vậy khoanh gỗ đây phát hiện rồi. Đội bạn cũng đang là người có cung R đây. Và có lên có mang một đạo cung R to lên 6 trên 12 giờ sẵn không em? Hình như là game thủ chị Boy đang mang dân lên 12 giờ để có thể làm một tầm cơ sở như vậy. Bên dưới ta đang bị bắt. 37-48. Ờ, thêm một đạo dân nữa, có thêm một đơn vị dân nữa của chị Boy. Đội bạn vừa phi voi đây xong nhưng mà én rồi. Bằng gỗ thì là thời điểm này ai có quả. Bằng gỗ nhiều có lên đây mút tí không? Thời điểm này là thực thôi. Gặp cái gì ở cái map kìa? Đây đây, aha, đây rồi, thấy có hàng. Bằng quả máy mà xích được cái mã dần kia thì ngon. Thơm đấy. Rồi như vậy là chip bom đang có cung giờ kề ở đây. Cũng khá đông. Thêm một chiếc ruộng, khoanh ruộng nữa ở đây cho thủ UV và em đang xóa. Và BN là nhoe nhoét. Có làm tí là cần kiệm tí không nhỉ? BN thì ra được dân nhưng mà làm gỗ có vẻ hơi tối, hơi tối một tí. Rồi, cần luôn. Cần chặt. Chứng tỏ nhiều quân. Nhà mình có hàng kìa. Không được rồi, nhưng mà một... Ui dồi ôi. Một tuần hơi thiệt hại. Hơi thiệt hại về người và của một chút cho BB trong tuần rồi. Chúng ta bị game thủ Chip Boy xích tân dân dưới nhà và đang bị xích luôn cái tân vùng giờ đi quản. Một tình huống đánh giá đang là thiệt hại cả về người và về của trong tình huống đi quân vừa rồi. Rồi có thể Chip Boy là người không sản được có quá nhiều đơn vị cùng giờ trong nhà BA nữa. Họ là người nhiều quân. Họ là người nhiều quân và chúng ta vẫn có thể sóc được khoảng 3 BA điều thời điểm này. Còn họ đang lên trên khoanh gỗ của mình nha. Trên khoanh gỗ, trên bãi quả, đi qua bãi quả. Hình như là họ tàn lên 12 giờ thì phải. Họ đen en. Ui. Vâng, cũng là một mã dân của Chip Boy. Họ đang tanh. Chạy được không? Cẩn thận với tình huống vẩy e. Chắc chắn sẽ bị ăn một tuần vẩy e rồi. Không thể chạy được. Khe quá bé. Nếu như có thể xích được đám dân bên dưới thì tham lai khả năng sẽ cân. Vừa đẻ lại vài con dân trên nhà chính. Đó là BB có một cái cơ sở.
rất ấm. Cơ đồ mọi thứ quyết định vào ở cái tân dân bên trên. Bởi vì họ cũng chạy long quăng cái bãi quả bên cạnh nha. Quả trên góc 12 giờ họ đang bắn, đang có khung giờ ở đây. Đây là một mảng gỗ của game thủ Cheat Boy. Thính thế à rồi. Vừa chạy vào gáy là chạy đi rồi. Quá thính. Rồi, cơ hội. Có vợ, có đạo. Một cung rùa đối phương đang là người kéo đến đây luôn. Như vậy là vừa rồi là một trận đấu mà thủ y cũng đang ăn được rất nhiều tham lai của thủ Cheat Boy. Và em nở lên tham lai gần 30 rồi. Tham lai please. Sao nở to đấy nhỉ. Rồi như vậy là tuần này bị quay thì chắc là thôi. Tuần này bị quay thì căng. Nó cơ sở rồi. Nó cơ sở đây là tham 5x cái kinh thật xem nào. À đây nó có mấy đạo dân gỗ dân gì cả. Hai đạo gỗ. Là tỷ số là 3 đều. Một trận đấu phải nói là quản ba và sát thương khá hay đến từ Cheat Boy với tình huống chạy dần giữ tham.